Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau. Quảng Ninh tập trung đầu tư dây chuyền sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu, gia tăng tốc sản xuất đáp ứng các đơn hàng nhất là trong dịp cuối năm. Doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, tạo nguồn thu, giải quyết việc làm ổn định, đảm bảo đời sống cho hàng vạn lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. App công dân số xứ Lạng, một trong những cách làm mang tính sáng tạo đột phá của tỉnh Lạng Sơn, góp phần xây dựng chính quyền số gần dân và vì dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến chế tạo trong lĩnh vực lâm nghiệp cũng được tỉnh hết sức quan tâm. Trong đó, tại huyện Đầm Hà, Quảng Ninh, công ty cổ phần chế biến lâm sản Đông Bắc, doanh nghiệp duy nhất đầu tư dây chuyền sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu cũng đang tập trung gia tăng sản xuất, đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh vào dịp cuối năm. Với nguyên liệu khá phong phú từ nguồn rừng trồng và tận dụng toàn bộ nguồn phụ phẩm như dăm bào, mùn cưa, gỗ vụn, bìa bắp từ các địa phương khu vực miền Đông. Những ngày này, công ty cổ phần chế biến lâm sản Đông Bắc đang tăng ca sản xuất, đáp ứng đủ các đơn hàng, trung bình đạt từ 4 đến 5.000 tấn viên gỗ nén trên tháng. Bình thường là chúng ta đang đi 8 tiếng, bây giờ đơn hàng nó nhiều, nhiều thêm thì chúng ta sẽ sản xuất 9 tiếng để cho nó kịp đơn hàng đi châu Âu ạ. 9 tháng qua, sản lượng viên nén gỗ xuất khẩu của công ty đã đạt 24.000 tấn, doanh thu 90 tỷ đồng. Các nước châu Âu và châu Á đang gia tăng nhập khẩu viên nén gỗ. Giá xuất bán tăng 25% so với năm 2021 là cơ hội để công ty mở rộng thị trường. Chúng tôi đang chuẩn bị để trong nửa đầu tháng 11 sẽ xuất một tàu khoảng từ 1 vạn đến 1 vạn 2. Và dự kiến đến cuối tháng 12 thì chúng tôi sẽ triển khai hoàn thất tiếp cái hợp đồng 1 vạn nữa. Thế thì đến cuối năm là dự kiến sẽ có 2 vạn tấn để xuất khẩu. Đấy, thì chúng tôi đã cơ bản đã chuẩn bị để xuất sang thị trường Nhật. Quảng Ninh có diện tích trồng rừng sản xuất lớn. Dự kiến từ nay đến cuối năm có gần 25.000 mét khối gỗ được khai thác, đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến lâm nghiệp, với các mặt hàng thế mạnh phục vụ xuất khẩu. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong năm 2022, đạt và vượt 4,5%. Gần 4.000 doanh nghiệp và 5.000 hộ kinh doanh cá thể của quận Ngô Quyền là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, tạo nguồn lực, tạo nguồn thu trên địa bàn, giải quyết việc làm ổn định, đảm bảo đời sống cho hàng vạn lao động. Chính bởi vậy, quận đứng trong top đầu thành phố Hải Phòng về thu ngân sách, trong đó thu thuế ngoài quốc danh là một trong những nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu và mang tính bền vững, luôn đạt mức cao. Tháng 7 vừa qua, Hội Doanh nghiệp quận Ngô Quyền được kiện toàn bộ máy, nhân sự, góp phần liên kết các doanh nghiệp, tăng khả năng đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm, giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng sức mạnh và sức cạnh tranh. Các doanh nghiệp trong hội đều ghi dấu ấn với những con số phát triển vượt bậc. Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, doanh thu năm 2021 đạt gần 800 tỷ đồng, mang lại thu nhập cho cán bộ công nhân viên trên 22,7 triệu đồng một người một tháng. Vượt qua muôn vàn khó khăn do đại dịch COVID-19, doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy tinh Samiguel Imamura Hải Phòng vẫn đạt khoảng 400 tỷ đồng một năm. Công ty cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng trở thành một tổ hợp dịch vụ ẩm thực, thương mại và tổ chức sự kiện lớn nhất thành phố, với quy mô hiện nay lớn gấp 100 lần so với ngày thành lập. Các doanh nghiệp cũng nhận thấy rõ rằng với cái sản phẩm của mình làm ra thì cái tự lực tự cường nó chính là nội địa hóa sản phẩm. Và thay vì việc phải đi nhập khẩu nguyên liệu từ các nước phát triển, bản thân của người doanh nhân phải luôn tìm tòi để có thể mà nâng cái chất lượng sản phẩm của mình lên. Tôi nhận thấy rằng có cái sự đam mê và khát vọng để đổi mới được công nghệ cũng như là nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Tinh thần ấy của công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã lan tỏa và giúp đội ngũ doanh nhân các đơn vị khác vững vàng chèo lái doanh nghiệp, vượt qua khó khăn, thử thách, đứng vững và phát triển. Từ đó, thực hiện sứ mệnh đóng góp cho xã hội,
cho cộng đồng. Sự lớn mạnh, phát triển của cộng đồng doanh nghiệp không thể tách rời sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của quận ủy, ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền. Đây là động lực để cộng đồng doanh nghiệp có sự đột phá mới, thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Cơ cấu của thương mại dịch vụ chiếm trên 80%, thì chủ yếu là hoạt động của các doanh nghiệp mà đem lại, các hoạt động kinh tế thương mại dịch vụ đem lại trên địa bàn của quận với giá trị rất lớn, rất quan trọng. Thế và thời gian tới thì rất mong rằng là về số lượng và chất lượng của hội doanh nghiệp trên địa bàn quận sẽ không ngừng được tăng cao. Rất mong là có nhiều các cái thành viên trong hội doanh nghiệp của quận được tham gia hiệp hội của thành phố, hiệp hội doanh nghiệp của cả nước để góp phần vào hội nhập kinh tế quốc tế. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đi qua dịch bệnh COVID-19, đội ngũ doanh nhân quận Ngô Quyền đã dũng cảm, kiên cường trụ vững để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế xã hội, chăm lo công ăn việc làm cho người lao động. Trong giai đoạn mới, đội ngũ doanh nhân sẽ tiếp tục là những con người giàu trách nhiệm xã hội, giàu bản lĩnh kinh doanh và đầy sáng tạo, chọn con đường phát triển bền vững để góp phần xây dựng quận Ngô Quyền trở thành trung tâm thương mại dịch vụ của thành phố vào năm 2025. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. 9 tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ và sản xuất gỗ đạt 12,3 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Dù vậy, giá trị xuất khẩu tháng 9 có dấu hiệu giảm tốc đáng kể so với tháng 8 do ảnh hưởng của lạm phát toàn cầu. Cụ thể, theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản xuất gỗ trong tháng 9 đạt 1,41 tỷ đô la Mỹ, giảm đến 21% so với tháng trước. Nguyên nhân sụt giảm được chỉ ra là do tác động lạm phát từ những thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU dẫn đến giảm sức tiêu thụ. Tình trạng sụt giảm đơn hàng này sẽ còn kéo dài trong những tháng cuối năm, là một thách thức rất lớn để ngành gỗ có thể đạt mục tiêu 16,5 tỷ đô la Mỹ như kế hoạch. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp vừa phải nỗ lực đảm bảo chất lượng, duy trì đơn hàng đang có, vừa phải tăng năng suất, linh hoạt đón đầu những thay đổi tương lai, góp phần cho sự phát triển toàn diện về chất lượng của ngành công nghiệp chế biến gỗ. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi điều chỉnh tăng giảm trái chiều, dao động trong khoảng từ 58 đến 61.000 đồng 1 kg. Tại Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Ninh Bình đang neo cùng mức thấp nhất khu vực. Còn tại Hưng Yên, giá lợn hơi tiếp tục ổn định tại mức cao nhất. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 55.000 đến 62.000 đồng 1 kg, trong đó cao nhất là tại Quảng Nam và Quảng Ngãi. Còn tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận tăng 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg tại một số địa phương và dao động trong khoảng từ 53 đến 59.000 đồng 1 kg. Đến giữa tháng 10, xã Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch bưởi đào. Sản lượng bưởi toàn xã năm nay đạt khoảng 2.100 tấn, cao hơn 250 tấn so với năm 2021. Do được mùa nên giá bán chỉ đạt từ 10.000 đến 12.000 đồng một quả, thấp hơn niên vụ trước từ 2 đến 3.000 đồng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Hiện nay, người trồng bưởi ở Thanh Hồng đang tập trung dọn dẹp, vệ sinh vườn cây, cắt tỉa những cành già cỗi để chuẩn bị cho vụ bưởi năm sau đạt nhiều thắng lợi. Xã Thanh Hồng có khoảng 130 hectare trồng bưởi đào, được trồng chủ yếu tại thôn Lập Lễ với 90 hectare. Địa phương đã quy hoạch được 3 vùng sản xuất bưởi tập trung với diện tích 80 hectare và có trên 40 hectare được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Quả bưởi bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 7 âm lịch. Bộ Tài chính đã bổ sung sách giáo khoa và danh mục hàng hóa do nhà nước định giá tại dự thảo luật giá sửa đổi. Đồng thời với việc hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình chính phủ, dự án luật giá sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, dự án luật giá đang được triển khai theo đúng tiến độ của quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư tháng 10 năm 2022 và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm tháng 5 năm 2023. Theo quy luật, từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau, du lịch Việt Nam bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế.
Với tốc độ tăng trưởng của các thị trường khách du lịch chậm những tháng gần đây, chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 đang gặp nhiều khó khăn. Hà Nội đã bước vào mùa thu đông, được xem là mùa vàng đón khách quốc tế. Hiện tại, du khách quốc tế đến Hà Nội đang đông dần. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng khách quốc tế tại một số điểm du lịch thu hút khách trước dịch như Văn Miếu, Quốc Tử Giám vẫn còn rất khiêm tốn. Lượng khách quốc tế hiện nay đến Văn Miếu chưa bằng cái lượng khách trước dịch Covid. Và theo cái ước tính của chúng tôi thì hiện nay khoảng 10% lượng khách quốc tế đến Văn Miếu so với giai đoạn trước dịch là khoảng 50-60%. Cho đến nay, khách quốc tế vào Việt Nam mới đạt khoảng 2 triệu lượt, còn hơn 2 tháng nữa để toàn ngành nỗ lực đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách. Trong trạng thái trầm lắng chung, xuất hiện một số dấu hiệu khả quan về các thị trường gần hoặc mới nổi. Đến thời điểm này, Hàn Quốc vẫn là thị trường khách lớn nhất vào Việt Nam do có nhiều đường bay thẳng được kết nối. Bên cạnh đó, lượng khách Ấn Độ đến nước ta trong quý 3 năm nay đã vượt xa so với cùng kỳ năm 2019. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã có sự tăng trưởng, đặc biệt là công suất sử dụng phòng ở các khách sạn trong hệ thống của tổng ty đã tăng lên, bây giờ đang trung bình từ 65-70% công suất phòng. Thì cái đó chính là một cái tín hiệu đáng mừng mà tôi thấy rằng bắt đầu du khách quan tâm và đến Việt Nam, đặc biệt là một số cái thị trường mới nổi như là Ấn Độ và một số nước Trung Đông. Cuối năm 2022 thì bắt đầu một số thị trường quốc tế gần sẽ được mở cửa và bắt đầu du khách quốc tế vào Việt Nam và du khách Việt Nam đi quốc tế sẽ bắt đầu được khởi động lại. Nhưng mới cũng chỉ là ở mức độ là khởi động chứ chưa thể nào được coi thực sự là phục hồi. Đó là thị trường quốc tế. Thị thực vẫn đang là một trong những rào cản để thu hút khách quốc tế. Hiện tại có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ được Việt Nam miễn thị thực cả đơn phương lẫn song phương. Dù vậy, ngoài các nước ASEAN, du khách đến từ hầu hết các quốc gia khác chỉ có thể lưu trú trong vòng 15 ngày. Đối với các nhóm cơ chế chính sách thì sẽ tiếp tục kiến nghị với các bộ ngành, với chính phủ làm sao để có cái chính sách thứ nhất là đẩy mạnh cái visa, cấp visa điện tử, cái thủ tục làm sao thuận lợi nhất cho du khách nước ngoài. Cái thứ hai nữa là tăng cái thời gian lưu trú cho khách. Hiện nay với quy định là cái thời gian lưu trú 14 ngày thì nó cũng có những cái khó khăn nhất định cho khách. Như vậy có thể nói là từ nay đến cuối năm sẽ khó có sự đột phá về thu hút khách quốc tế. Dự báo để tình hình du lịch khởi sắc thì phải sang đầu năm 2023 trở đi. Hôm qua, Bệnh viện Lão Khoa Phục hồi Chức năng tỉnh Quảng Ninh chính thức tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị tại trụ sở mới ở khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Đây là mô hình Bệnh viện Lão Khoa Phục hồi Chức năng chuyên sâu đầu tiên trong cả nước với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và người cao tuổi trên địa bàn. Bệnh viện Lão Khoa Phục hồi Chức năng tỉnh đã đón rất đông bệnh nhân tới đăng ký khám chữa bệnh. Có cơ sở mới khang trang, hiện đại hơn, thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên sâu hơn là mong mỏi của người bệnh cũng như người cao tuổi trên địa bàn. Chúng tôi tuổi già thì rất nhiều bệnh, cái quá khứ trong chiến tranh thì nó để lại cũng có rất nhiều cái phức tạp. Thì rất là cảm ơn tỉnh xây dựng một cái bệnh viện như này mà chúng tôi là người địa phương thì được hưởng rất nhiều cái lợi thế về cái sức khỏe. Vào bệnh viện đây chúng tôi thấy bệnh viện rất hoành tráng, thì như thế là những người già chúng tôi rất tin tưởng. Được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2019 với tổng mức đầu tư gần 430 tỷ đồng, cơ sở mới của Bệnh viện Lão Khoa Phục hồi Chức năng tỉnh có diện tích sàn trên 44.000m², quy mô 320 giường bệnh. Bệnh viện được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống chụp cắt lớp CT 128 lát, máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy sinh hóa tự động, cùng nhiều trang thiết bị chuyên ngành, đáp ứng công tác khám và điều trị chuyên sâu các bệnh lý về lĩnh vực lão khoa như rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, suy giảm trí nhớ, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người sau tai nạn, trẻ rối loạn chức năng. Cùng với lại những cái trang thiết bị phục hồi chức năng thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để phục vụ tốt nhất cho nhân dân trong địa bàn tỉnh. Đây là một mô hình rất là mới và nâng cao được cái chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà. Và trong thời gian tiếp theo thì tiếp tục được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện đại hơn, khang trang hơn. Cùng với đó thì ngành sẽ tiếp tục đào tạo, thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao
và sẽ cho đi đào tạo cả ở nước ngoài. Bệnh viện Lão Khoa Phục hồi Chức năng tỉnh là một mảnh ghép quan trọng của ngành y tế Quảng Ninh trong xây dựng một hệ thống chăm sóc toàn diện cho người dân, nhất là người cao tuổi. Bệnh viện đi vào hoạt động tại một cơ sở được đầu tư xây mới hoàn toàn, đội ngũ nhân lực được đào tạo định hướng chuyên khoa sâu, tiếp tục thể hiện sự quan tâm của tỉnh, không ngừng tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Năm học 2022-2023 là năm thứ ba toàn ngành giáo dục và đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tại Quảng Ninh, công tác chuẩn bị đã được tiến hành tích cực, khẩn trương, song vẫn còn nhiều thách thức cần được giải quyết để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Ghi nhận tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Trường tiểu học Lý Tự Trọng hiện có 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên, thiếu 5 giáo viên, nhân viên so với biên chế được giao. Ngoài ra, có 3 giáo viên nghỉ thai sản. Đây là cơ sở giáo dục thiếu nhiều giáo viên nhất của thành phố Móng Cái. Nhà trường bố trí tăng số tiết dạy cho cả giáo viên và ban giám hiệu. Như cô giáo Vương Thị Thu Hương, phó hiệu trưởng nhà trường, tăng số tiết dạy từ 4 tiết một tuần lên 23 tiết một tuần để bảo đảm đội ngũ đứng lớp. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Đang đứng lớp thì lại có một cái công việc khẩn, ví dụ như báo cáo về tiêm phòng COVID là do tôi đang trực tiếp phụ trách với cái vai trò là một hiệu phó trong nhà trường. Thế cho nên là cũng ảnh hưởng đến cái giờ dạy của các con. Cùng với những khó khăn về đội ngũ nhà giáo, hiện nay tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Móng Cái cũng gặp khó khăn trong công tác tổ chức dạy môn tin học và tiếng Anh là hai môn học bắt buộc đối với lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dù là có phòng tin học nhưng chưa có cái hệ thống máy và trình độ giáo viên thì cũng chưa được đào tạo bồi dưỡng, thì chúng tôi đã tạm thời là điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường bằng cách là tăng cường thời lượng của môn công nghệ lên học trước. Tiến tới là nếu như mà được đầu tư về cái phòng tin học ấy thì chúng tôi sẽ sẵn sàng triển khai để dạy đảm bảo cái chương trình của môn tin học. Còn đối với môn tiếng Anh thì hiện tại trường chúng tôi đang ưu tiên cho khối lớp 3, đó là thực hiện 4 tiết trên tuần. Còn đối với lớp 4, lớp 5 thì vì là chúng tôi có 2 giáo viên chưa đảm bảo đủ để định biên giáo viên để dạy môn tiếng Anh thì chúng tôi đã giảm khối lớp 4 chúng tôi chỉ dạy được 1 tiết và khối lớp 5 thì chúng tôi ưu tiên là dạy 2 tiết trên tuần. Số lượng viên chức ngành giáo dục có mặt trên địa bàn thành phố Móng Cái tính đến ngày 20 tháng 9 là 1.271 người, thiếu 83 giáo viên nhân viên so với biên chế được giao và thiếu 332 người so với định biên. Về thiết bị dạy học, như hầu hết các địa phương trong tỉnh, các trường học ở đây chưa được cấp phát thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các khối lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7, trong đó thiếu tối thiểu 640 máy tính dạy môn tin học bắt buộc ở cấp tiểu học. Giáo dục và đào tạo thành phố Móng Cái tích cực phối hợp để tham mưu cho thành phố tiếp tục tuyển dụng hợp đồng giáo viên để bổ sung nguồn giáo viên cho các trường. Và cái thứ hai nữa là cử cán bộ quản lý giáo viên đi tham gia các cái khóa đào tạo bồi dưỡng để đặc biệt là vào những cái môn mà còn thiếu giáo viên hiện nay. Đối với các trường thì chúng tôi cũng chỉ đạo các trường căn cứ nguồn giáo viên hiện có chủ động bố trí sắp xếp, đảm bảo làm sao có học sinh là có giáo viên đứng lớp. Về trang thiết bị thì các trường cũng rà soát và tận dụng các cái trang thiết bị hiện có để đáp ứng cái yêu cầu dạy và học trước mắt. Thế còn về lâu dài thì chúng tôi cũng mong muốn là tỉnh sớm trang sắm trang thiết bị dạy học để cho các trường để chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tạo dựng trường lớp theo hướng chuẩn, phát triển đội ngũ giáo viên đủ số lượng, vững chuyên môn, giàu nhiệt huyết. Đó vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp cần được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong năm học này và những năm học tiếp theo. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, cả nước có hơn 1,2 triệu cán bộ quản lý, giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng hơn 245.000 người so với năm 2008. Trong đó, cấp tiểu học hiện có số lượng cán bộ quản lý giáo viên nhiều nhất với gần 402.000 người, ít nhất là cấp trung học phổ thông với 155.000 người. Dù quy mô giáo viên trên cả nước tăng, song vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Cả nước hiện còn thiếu hơn 100.000 giáo viên mầm non, phổ thông, thừa hơn 5.000 giáo viên mầm non, phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, không cần phải mất công đi lại để trình bày, phản ánh với chính quyền những vấn đề bất cập, bức xúc ở địa phương.
Giờ đây qua app công dân số xứ Lạng, mọi ý kiến kiến nghị của người dân đều được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời. Đây cũng là một trong những cách làm mang tính đột phá, sáng tạo của tỉnh Lạng Sơn, góp phần xây dựng chính quyền số và một chính quyền gần dân, vì dân. Tại khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, một nắp cống bị rơi xuống cống thoát nước, gây mất an toàn cho người dân, đặc biệt là các em học sinh đi qua đây. Ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của người dân và nhận được yêu cầu xử lý từ Trung tâm Thông tin Chỉ đạo Điều hành Thông minh IOC của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông qua app công dân số xứ Lạng, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồng Đăng đã cử cán bộ đến hiện trường, xác minh và tiến hành khắc phục xử lý. Dạ, có mấy lần em suýt nữa trượt chân ngã, em khá là sợ vì điều này. Nhưng hôm nay khi học về thì em đã thấy cái nắp cống đã được dậy lại. Em cảm thấy rất là an toàn và không còn sợ như trước ạ. Em cảm thấy rất vui ạ. Hiện nay cơ bản trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng là đại diện các gia đình ít nhất là cũng có một người là có cái app tài khoản công dân số xứ Lạng. Thì qua những cái nội dung như vậy thì hiện nay nhân dân đã nắm bắt được cái chủ trương và đã biết sử dụng cái app công dân số xứ Lạng để phản ánh đối với chính quyền, đối với các lực lượng chức năng về những cái vướng mắc trên địa bàn thị trấn. Phản ánh kiến nghị là một trong những tiện ích được tích hợp trong ứng dụng công dân số xứ Lạng, được tỉnh Lạng Sơn triển khai từ tháng 5 vừa qua. Qua chức năng này, nhiều vấn đề bức xúc bất cập mà người dân phản ánh đã được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và được dân đồng tình đánh giá cao. Như vấn đề xây dựng tường rào lấn chiếm lối đi chung tại phường Tam Thanh, sự cố hư hỏng hệ thống chiếu sáng tại phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn, hay những tồn tại trong công tác an toàn giao thông, trật tự đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại một số địa phương trong tỉnh. Liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường, rồi là những cái cành cây gãy đổ do mưa bão. Sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái lực lượng chức năng như công an phường, ban bảo vệ dân phố, rồi đội đô thị trực tiếp đến tận cơ sở để xử lý. Sau khi xử lý xong thì được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Trung tâm Thông tin Chỉ đạo Điều hành Thông minh IOC của Ủy ban Nhân dân tỉnh chính thức vận hành vào cuối năm ngoái. Sự ra đời của trung tâm IOC đánh dấu một bước tiến quan trọng của Lạng Sơn trong xây dựng chính quyền số. Đây được ví như bộ não số của tỉnh khi có thể tổng hợp dữ liệu thông tin của toàn tỉnh. Với việc tiếp nhận mọi ý kiến, kiến nghị của người dân thông qua ứng dụng công dân số xứ Lạng, chưa bao giờ sự kết nối tương tác giữa chính quyền với người dân trở nên thuận tiện gần gũi đến vậy. Tại đây chúng tôi đã tiếp nhận các phản ánh của người dân và doanh nghiệp, điều phối chuyển các đơn vị, các cơ quan chức năng xử lý. Qua một thời gian triển khai hệ thống phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin Chỉ đạo Điều hành, chúng tôi nhận thấy hệ thống đã đem lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và góp phần đắc lực trong công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, với nền tảng công dân số xứ Lạng, ngoài phản ánh về các vi phạm, các sự cố liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống, người dân còn có thể theo dõi tiến độ xử lý, cũng như đánh giá mức độ hài lòng đối với việc giải quyết kiến nghị của chính quyền. Những bức xúc bất cập được giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch trên nền tảng số cũng đã và đang góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.